Xin chào cả nhà, hôm nay hai mẹ con mình sẽ làm một món mà con cực kỳ yêu thích. Đó là món... Đúng rồi, đó là bánh crepe. Rồi bây giờ con sẽ giới thiệu cho cả nhà nguyên liệu nhé. Nguyên liệu đầu tiên đây là bột. Và chính xác đây là bột mì. Thì tiếng Pháp sẽ là... Đúng rồi. Đây là những quả trứng tiếng Pháp sẽ là... Và nếu mình nói rõ hơn ba quả trứng thì mình sẽ nói là... Còn đây là bơ. Đó, bơ mình sẽ làm tan chảy ra, bơ tiếng Pháp sẽ là cái nước này là để làm tăng hương vị cho cái món bánh phép của mình, nó thơm hơn, nó chính là Điều tiếp theo là sữa. Và đây là đường. Đó, tiếng Pháp sẽ là ok. Và nguyên liệu cuối cùng là muối. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt tay vô làm thôi. Là bơ ha, bây giờ mình sẽ làm nó tan chảy trước ha, mình sẽ cho vào lò vi sóng để cho sau đó để nó nguội lại thì mình mới cho vào bột được. Bơ mình cho vào trong lò vi sóng nó tan chảy như thế này là được ha. Rồi bây giờ đầu tiên con sẽ cho bột vào trong bát, đổ hết vào. Rồi tiếp theo con sẽ cho đường vào và cho muối vào. Đây là mình đã cho farine de blé, du sucre và du sel mélangé, là mình trộn nó lại. Rồi con trộn nó lên. Rồi trộn tiếng Pháp là gì? Mélangé. Giờ con làm một cái lỗ ở giữa. Rồi bây giờ con sẽ đập trứng cho vào ha. Rồi bây giờ mình sẽ đập trứng ha. Rồi con đổ vào. Rồi bây giờ con đổ vào trong ở giữa. Rồi quả thứ hai. Mình làm này là mình sẽ kiểm tra trứng nó có vấn đề gì thì mình sẽ xử lý ngay. Rồi con lại cho vào tiếp tục như thế. Rồi con lại quậy lên. Để cho nó dễ mà, chỉ đập ba quả xong rồi con quậy lên cũng được, nhưng mà mình làm này thì cho nó tan trước cho nó dễ. Cuối cùng rồi ba quả trứng đều rất là ngon. Rồi mình cho vào trong. Rồi con đánh tan lên. Rồi giờ mình sẽ quấy tan lên với bột. Sau khi con trộn bột với cả trứng như này là ok. Bây giờ con sẽ cho sữa vào. Rồi. Rồi khi mà mẹ đổ sữa như thế này này, đổ sữa thì tiếng Pháp đổ là gì con? Là rồi bây giờ mẹ tiếp tục cho thêm sữa vào. Đó thì cho thêm tiếng Pháp là gì con? Rồi sau khi mà mình khuấy lên nó tan như vậy rồi ha, nhưng mà nó vẫn còn là lấn cấn cái bột nhỏ thì mình sẽ dày nó lại. Bây giờ con sẽ đổ nó vào. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lọc lại cái phần bột nó. Đó có thể cái khối nó sẽ mịn đó. Sau đó mình sẽ cho bơ vào là được. Sẽ cho bơ vào, bơ tan chảy mình cho vào. Rồi, đó đẹp quá. Rồi bây giờ mình trộn nó lên. Rồi. Mình lại trộn nó lên, gọi là mélange. Cho bơ với cả cái bột nó hòa vào nhau. Bột với cả bơ, nước bơ nó đã hòa tan vào nhau. Thì bây giờ con sẽ cho gì đây? Cho arôme fleur d'oranger. Rồi, con sẽ cho cái nước này để tăng hương vị cho bánh crepe ha. Rồi, con cho một thìa cà phê vào. Cũng được, không sao cả. Rồi con cho vào. Rồi con trộn nó lên. Rồi sau đó mình sẽ để cho nó nghỉ khoảng 30 phút, rồi sau đó mình sẽ mang ra để mình làm bánh crepe. Bây giờ con kéo nó qua. Đó. Rồi. Rồi. Rồi mình sẽ bọc lại, mình cho vào tủ lạnh. Rồi xong.
Rồi bây giờ là cái này là đã được 30 phút rồi. Bây giờ con mở cái pin ra. Rồi, sau đó mình lấy cái muôi này. Con quậy nó lên cho nó đều lại. Rồi bây giờ mình đi chén. Wow. Nó mịn chứ cả nhà. Wow. Siêu mịn. Rồi mình bật bếp lên ha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ để cho cái chảo nó hơi nóng. Rồi bắt đầu mình sẽ đổ bánh vào. Rồi, con hứng vào. Hứng vào rồi. Rồi con đổ vào. Bây giờ con chén cho nó đều này. Đó, con làm cho nó đều. Đó, cho nó tròn đều như này. Lấy nắp để lại. Rồi sau đó được một lúc. Đó, như này là được rồi. Bây giờ con sẽ mở nắp ra như thế này. Con hất nó lên. Đó. Rồi, đúng rồi. Rồi. Con lật xong như thế này rồi thì con để thêm một lúc nữa cho nó chín. Rồi. Chín rồi đó. Cho nó ra đĩa. Đẹp ha. Rồi bây giờ tiếp tục mình làm. Rồi. Thao tác rất là chuyên nghiệp, xoay chảo. Xoay chảo như vậy thì cái bánh ở phía ngoài viền nó sẽ giòn. Đó. Rồi mình sẽ để nắp lại, mình để một lúc. Rồi trong lúc chờ con hát một hai câu hát là nó đã chín rồi. Con biết hát về gì không? Bài hát hay thế, rồi nó chín rồi đây. Rồi, hay quá. Rồi, bây giờ con sẽ lật nó lên. Rồi, con lại thêm lần nữa. Đó. Rồi, con lại hát bài tiếp tục, thì nó sẽ chín tiếp. Hay quá, rồi lại chín nữa rồi. Hát một hai câu xong là đã chín rồi. Rồi. Ốc, hay quá. Rồi, em cho ra đĩa. Hay quá. Rồi nó chín rồi. Đây, đẹp quá. Là cái cuối cùng. Một, hai, ba, hay quá. Rồi, để đọc lại. Xong rồi. Đã xong. Một, hai, ba, cho vào đĩa. Bây giờ mình sẽ lấy chuối mình ăn với cả bánh crepe ha. Chuối tiếng Pháp là gì con? Banane. Ừ, bây giờ mình cắt nha. Cắt tiếng Pháp là gì con? Coupé. À, coupé. Rồi. Rồi bây giờ con bóc chuối ra nhé. Bóc chuối ra. Cắt ra. Đó, mình cắt thành những khoanh tròn nhỏ để mình kẹp vào bánh crepe mình ăn cho nó ngon. Bây giờ con sẽ cuộn bánh crepe với chuối ha. Rồi. Cái đầu tiên. Bây giờ con sẽ cho chuối vào.
4 miếng. Ừ, con cho tùy theo cái miếng bánh của mình nó to hay nhỏ. Đó, đơn giản vậy thôi. Dạ. Tiếp tục. À, con sẽ làm với kem Snickers. Rồi, giờ con đi cho cắt kìa. À, xé luôn. Kem với cả nhà, giống kem sô-cô-la. Quá đã luôn. Thơm quá. Con để nó qua một bên. Rồi, con cho bánh kép vào. Rồi, bây giờ con cuộn lại. Rồi, siêu đã luôn. Cái này đặc biệt cho Anna. Bánh crepe kẹp chuối, rồi đây là bánh crepe kẹp kem Snickers. Rồi bây giờ còn đây là Nutella đã souffle lên, đã làm nóng lên và nó tan chảy rồi. Bây giờ con sẽ cắt vào mẩu nhỏ để sẽ dưới nó lên cho nó hấp dẫn hơn. Nhỏ xíu nha con, cho nó nhỏ. Con thích cái chữ Anna thì con phải con dưới cho nó đẹp. Giống như ký tên. Quá là đẹp quá, bây giờ mình qua đây. Rồi bây giờ con kết tên. Rồi đó. Đó, đó xong rồi. Sản phẩm của Anna cái đẹp. Đây là sản phẩm hai mẹ con mình đã làm xong. Đây là Anna có trái tim nè, rồi Mama là mẹ cũng có trái tim này bắn vào con, rồi Papa trái tim bắn vào mẹ. Đó, rồi những cái bánh crepe chuối với cả Nutella. À, thật là dễ thương và ngon miệng lắm đây. Ta thưởng thức nghe. Vậy con, rồi Anna chọn cái bánh chuối. Ngon tuyệt vời ông mặt trời luôn. Cái này mà vừa coi tivi mà vừa nhâm nhi là ngon phải biết nè. Quá đã luôn. Rồi mình mang vào. Mẹ sẽ ăn cái này của con. Cái này nó có kem nè. Ngon lắm. Mẹ thích lắm. Rồi con sẽ ăn cái của mẹ. Không. Con có đồng ý không? Không ha. Cái này có kem là dành cho Anna. Anna thích cái kem hơn. Rồi bây giờ Anna sẽ ăn cái của Anna ha. Có tên Anna. Rồi. Cái kem kìa nó tan chảy ra siêu phẩm. Quá đã luôn. Đâu mẹ coi lại coi. Ôi kìa kìa, từng lớp lớp kem kìa. Ngon ngất ngây con gà tây luôn. Rồi mình bye bye cả nhà nhé. Rồi bye bye cả nhà, hẹn cả nhà video clip lần sau.